Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, hôm qua ngày 19 tháng 11 thứ Sáu, ở tại Washington DC, Viện Hòa bình và Phát triển của Mỹ tổ chức một cuộc hội nghị. Cuộc hội nghị đó bàn về vấn đề hòa bình và phát triển trên thế giới, nhất là ở tại châu Á. Trong cuộc hội nghị này có vị đại diện của Tòa Bạch Ốc của Mỹ là ông Kurt Campbell. Ông Kurt Campbell là một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề mà Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và là một trong những người vạch ra sách lược của Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden là về những kế hoạch và chiến lược ở tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong cuộc họp này, ông Kurt Campbell ông có phát biểu là vai trò của Ấn Độ và vai trò của Việt Nam. Vai trò của Ấn Độ là một vai trò, theo ông Kurt Campbell, là một vai trò là cái điểm tựa của châu Á bây giờ. Vì nước này là một quốc gia đông dân, hơn 1 tỷ dân, cũng ngang ngửa với Trung Quốc. Và với sự hung hăng của Trung Quốc đòi lấn chiếm nhiều nơi trên thế giới và những xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, thì Ấn Độ là một quốc gia có đủ sức mạnh để mà chặn bớt sự hung hăng của Trung Quốc. Nên đây là một nước có điểm tựa cho thế giới. Nếu thiếu nhân công thì có Ấn Độ cung cấp nhân công. Đây là nơi hứa hẹn sẽ là một infrastructure thứ hai cho thế giới. Quý vị biết hiện giờ căn nhà xây dựng hạ tầng cơ sở, thí dụ như là thuốc men, là nhiên liệu, nguyên liệu là gì đó, thì nằm ở bên phía Trung Quốc. Và phía Trung Quốc chế tạo ra nhiều thứ mặt hàng ở nơi đó. Và vì như vậy cho nên là Trung Quốc lớn mạnh, và Trung Quốc vì như vậy hung hăng dễ sợ. Thì bây giờ đó là Ấn Độ là nơi có thể giúp cho thế giới tựa vào như một bờ vai để thoát khỏi sự nương tựa quá nhiều nơi Trung Quốc. Trên cả mặt kinh tế lẫn mặt quân sự và quốc phòng vân vân. Đó là phát biểu của ông Kurt Campbell, một chuyên gia về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Riêng về Việt Nam thì ông cho rằng Việt Nam là một quốc gia có vai trò giống như là một chiến địa. Một chiến địa là nơi, đây là một nơi tranh chấp của tất cả thế giới. Và ngay cả nước Mỹ này, là dưới thời Cộng hòa hay Dân chủ hay bất kỳ một ai lên làm Tổng thống, cũng đều phải quan tâm đến Việt Nam. Vì đây là chiến địa. Chiến địa ở đây chúng ta có thể hiểu đầu tiên ý ông ám chỉ là nơi mà tranh chấp về vấn đề quyền lợi kinh tế, đầu tư kinh tế vào Việt Nam. Các đại công ty bây giờ là đổ dồn vào đầu tư vào Việt Nam. Không những ở tại Mỹ mà ở Liên Âu, Úc rồi gì đều phải đổ dồn vô Việt Nam. Việt Nam là nơi gọi là đất lành chim đậu. Nó là chiến địa nhưng mà nó là điều phối được. Và nó giúp cho vấn đề mà tăng trưởng kinh tế. Trên ý nghĩa đó là chiến địa. Và trên ý nghĩa của Biển Đông, tức là cái vùng đi qua Trường Sa và Hoàng Sa đó, thì Trung Quốc đang hung hăng đòi này đòi nọ, thì cũng chính Việt Nam là chiến địa đó. Đó là Biển Đông Việt Nam mà, là chiến địa đó. Là nơi nếu có chiến tranh hay có gì xảy ra là Việt Nam mới là quốc gia điều phối được, chứ không phải là Indonesia, cũng không phải là Philippines, cũng không phải là Malaysia. Và ngay chính nước Mỹ cũng chưa chắc là quốc gia như vậy. Vì chính nước Mỹ mà vào Biển Đông thì càng có những phức tạp làm phiền hà Biển Đông hơn. Nên nước Mỹ nên đóng vai trò là yểm trợ đặc biệt
cho một chiến địa là chiến địa Việt Nam đó, là nước Việt Nam, để cho Việt Nam quyết định. Nhưng như tôi đã bình luận rất là nhiều lần, Biển Đông không thể nào mà song phương đối thoại với Trung Quốc, mà phải để cho đa phương và Việt Nam điều phối là tốt nhất. Việt Nam điều phối là tốt nhất. Chúng ta hãnh diện là một chiến địa về kinh tế, tức là nhiều quốc gia muốn đầu tư vô Việt Nam và tranh giành ảnh hưởng ở Việt Nam. Chúng ta hãnh diện điều đó. Và chúng ta lấy làm lo lắng và nhức đầu khi chúng ta cũng là chiến địa ở Biển Đông. Và như vậy đó thì theo ông Kurt Campbell, Việt Nam và Ấn Độ đóng một vai trò, một bên là điểm tựa là Ấn Độ, một bên là gần giống như là bây giờ là đang diễn ra, là chiến địa mà đang diễn ra, tai mắt mũi họng gì đó là ở Việt Nam. Nó đang diễn ra như vậy. Thì thưa quý vị, góc nhìn này của ông Kurt Campbell, ông trình bày ở tại Hội nghị Phát triển và Hòa bình của Thế giới tại Washington DC ngày hôm qua, thì tôi cho rằng ông có cái nhìn khá là chính xác với tình hình ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khá là chính xác. Và vì như vậy tôi cũng mong rằng người Việt Nam cứ ổn định chính trị để phát triển kinh tế. Thể chế bây giờ đang là thể chế ổn định thật sự. Tôi cũng khẩn thiết, cũng xin chia sẻ với những người mà hay đòi đa đảng, đòi cái này cái nọ, thì hãy nhìn tới tôi là một người đã từng đấu tranh muốn có đa đảng. Nhưng qua biết bao thăng trầm, tôi thấy rằng đa đảng ở Việt Nam bây giờ chỉ có loạn thôi. Và tôi lại thấy rằng là đơn đảng nhưng mà dân chủ tập trung, lắng nghe ý kiến của dân, tuy còn có những khuyết điểm nhưng đang giữ ổn định được chính trị, thì là tốt cho người dân Việt Nam. Hơn là có đa đảng mà xáo trộn thì Trung Quốc sẽ mua đứt một đảng, làm cho đất nước của chúng ta tan hoang. Chúng ta lúc đó không còn là một nơi chiến địa để cho các cường quốc vận động ảnh hưởng trên vấn đề kinh tế, mà lúc đó chúng ta thực sự là một chiến địa của bom đạn dưới cái gì đó của đa đảng, thì thật là đau lòng cho đất nước Việt Nam. Đó là tâm huyết kêu gọi thực sự của tôi đối với những ai chưa trải qua những chuyện thực sự dân chủ hay đa đảng. Tôi không những là từng đã trải qua là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Houston, còn là nghị viên, từng là một người lãnh đạo của một tổ chức đấu tranh. Tôi trải qua tất cả những điều đó, tôi chia sẻ thật với lòng của tôi. Mong các bạn, vì tương lai của dân tộc Việt Nam, nên gác qua quá khứ, gác lại đã, chung tay góp sức với nhà nước và toàn dân xây dựng đất nước ngày phát triển, thì đó là điều vui mừng cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy là chiến địa tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc, đừng để là chiến địa của chiến tranh thực sự như Syria thì đau lòng vô cùng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi về thông tin này và góc nhìn. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.